Biết các ổ voi, ổ gà, nắng thì bụi mù và mưa thì ngập lụt. Đây là tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Xuống cấp như vậy rồi, con đường này còn thường xuyên có các xe tải trọng lớn lưu thông, khiến cho tình trạng hỏng hóc càng thêm nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên Công Trung. Đường Nguyễn Văn Quỳ là đường dẫn vào cảng Lotus và nhiều bãi container tại quận 7. Thế nên xe container đi qua thường xuyên, và đây là những gì còn lại sau lưng những chuyến xe. Bụi mịt mù quanh năm suốt tháng. Một ngày quét mấy lần vậy hả? 3-4 lần đi, nhưng mà vẫn bụi lắm. Đường xuống cấp không chỉ có bụi, người dân cho biết là do các cống cũng bị ngẹt sình nên không thể thoát nước được. Vì thế mùa mưa đường thường xuyên rơi vào cảnh ngập, che khuất nhiều ổ voi, ổ gà, trong khi đó xe lớn lại ra vào cảng thường xuyên. Ai mà đi mà hơi nhanh một tí là thắng không kịp là té liền. Mà ở đây là té thường xuyên luôn á, cư dân ở đây là té. Đây là mấy cái có nhiều cô chở con đi học đó là thường xuyên mỗi ngày sáng chở đi chiều đón về là cứ bị đo đường xuống à, mà rất là nguy hiểm. Chỉ sợ nhất là lúc mà xe công mà nó khuất cái tầm nhìn nó mà nó đang ấy đó mà mình té xuống một cái mà nó ra mà nó thắng không kịp đó là rồi xong. Người dân cho biết sau khi kêu cứu nhiều nơi thì đoạn đường mới được đổ đá mi rồi cản sơ qua. Thế nhưng vì trời mưa, xe lớn, chịu không nổi, đường vẫn bung trở lại. Xe đi quá, cống bê tông thì nát, mà cống sắt cũng hư luôn. Ban quản lý cũng đã có chắn các cái cảnh báo cũng như là tại các cái khu vực cái hố để tránh trường hợp là cư dân họ đi ngang họ có thể là bị hút xuống đó. Và đặc biệt là khi mùa mưa tới thì con đường nó ngập rất là sâu. Cái chung cư này đến 500 căn hộ lận, và thiếu nhi rồi trẻ con rồi bà bầu người già rất là nhiều, nên thành ra cái chuyện mà đi lại như vậy nó rất là ảnh hưởng đến tính mạng của người dân ở đây. Xe container chạy thì cày đường nát cống, xe dừng cũng chẳng khá hơn, cũng gây không ít bức xúc cho người dân. Cái đường thì nó có chút xíu vậy đó, mà hỏi coi nha, có khi là hai bên, hai cái xe công đậu luôn, còn có chút xíu khúc giữa vậy thôi, xe mà đi vô với đi ra là không có tránh nhau được. Chịu không thấu, người dân liên tục phản ánh, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi nào làm an lòng cư dân, khiến họ vẫn cứ mang theo nỗi lo lắng, không biết khi nào tai họa sẽ giáng xuống đầu mình mỗi khi đi qua đoạn đường này.